Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 10 có thể đổ bộ vào địa phương, Ban Chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn và Phòng chống thiên tai tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện gửi đến các sở ban ngành địa phương để triển khai công tác phòng chống lụt bão, đồng thời thì chỉ đạo các địa phương gấp rút thu hoạch lúa hè thu với phương châm xanh nhà hơn già đồng. Cách đây không lâu, anh Cao Văn Sử đưa máy gặt lúa tới cánh đồng ở xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc để gặt thuê, thì bị đối tượng Võ Văn Hoàng chặn đường, bắt nộp tiền bảo kê 40.000 đồng một sào. Kết thúc mùa gặt, vì không chấp nhận số tiền anh Sử đưa, đối tượng này đã dùng gậy liên tiếp đánh vào người anh và lấy đi gần 20 triệu đồng. Thì đúng cũng đây 10 phút, nó đánh liên tục, đánh xong rồi lại đi đoàn, nó bắt đầu lại đánh. Đánh nó quy dùng xít không cho, mà gọi là chấp tay lại cũng cho. Sau đó nó lấy để 16 triệu, lấy 1 triệu phạt tiền ngu. Tôi thì xuống cán ngăn nhưng mà nó dọa đánh ở tôi, thì thôi tôi không có gì thêm được. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Lộc đã tiến hành điều tra, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can về hành vi cướp tài sản. Tuy nhiên, đối tượng này đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương. Một số nhân chứng người ta ngại cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra vì sợ đối tượng Hoàng. Hai nữa là cái vụ việc xảy ra thì đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương. Vì vậy nên là cái công tác thu thập tài liệu chứng cứ để củng cố tài liệu để mà xử lý theo quy định rất là khó khăn. Nhiều chủ máy gặt cho biết, không chỉ riêng tại địa bàn huyện Nghi Lộc, tình trạng bảo kê máy gặt vẫn diễn ra tại một số địa phương. Tuy nhiên, để yên ổn lo miếng cơm manh áo, họ vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận nộp khoản tiền này. Nói chung là đến đâu thì cũng phải có một người, như một là quá sông trường, hai nữa là quá người dân có uy tín trong làng đó, là người ta đưa mình đi. Thì nói chung đi đâu cũng thấy mong được là làm ăn cho nó ngon lành chứ nói đấy chứ mà đi những cảnh đông đi thì nói chung là gặp đi thì hầu như người dân cũng khổ, rồi là người lành mãi cũng khổ. Cách đây một năm, tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, nhiều chủ máy gặt và nông dân rất bức xúc khi chính quyền các xã yêu cầu tạm thu mỗi máy gặt từ 1 đến 3 triệu đồng, với lý do đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.